gà với lại sụn gà. Nói chung là ở đây có gì là em thích hết. Ngon vãi, tuyệt vời luôn. Nhất cái nắp. Mẹ ơi, con được lên TV rồi. Mẹ ơi. Ghê. Thấy ăn nó lạ, nó có dai của bao tử rồi cái chấm xíu nguội nữa, ăn rất là bắt miệng. Bao tử này làm khá là cực, nếu mà không làm kỹ sạch nó có mùi tanh nên là phải làm kỹ. Là mọi người ăn xong họ không biết là đây là cái bao tử cá luôn, tại vì nó sạch quá. Ủa, chấm với nước chấm xanh vô đây là coi như đủ combo ăn giặt no luôn á. Một ngày thì mình bán tầm khoảng 7-8 kg. Vàng ở dưới họ ăn nhiều, họ lên đây họ kiếm không có nên nhiều người ăn vàng lại đây ăn. Có mấy lần mà mình chạy người khách từ Bình Dương rồi Thủ Đức chạy lên, mà có lần khách từ ở dưới Cần Thơ lên lên 2-3 lần. Mình tên Nhi, Hoàng Nhi, nên là mình đặt tên quán là Hoàng Nhi luôn. Ở đây là 017 Lô S, khu dân cư Tân Tự, nằm trên đường Hòa Hảo, phường 2, quận 10. Quán mở cửa từ 2 giờ tới 11 giờ tối. Ở đây ba món chính, ba dòng chính là có món chiên sốt Thái với sốt cua, mà món bán chạy nhất là bao tử cá chiên giòn. Do mình về An Giang á, thì chị nghe ăn được thấy ngon, nhưng mà Sài Gòn ít người bán, không có ai bán á, nên là mình lên mình mở. Bao tử cá ba sa có cái nhồi thịt xay trong đó, thấy ăn nó lạ, nó có dai của bao tử rồi nó chấm xíu nguội nữa, ăn rất là bắt miệng. Thường thì mấy bạn lại thì sẽ gọi bao tử, một phần sốt Thái, thường là chân gà hoặc là bạch tuộc sốt Thái, rồi một chén sốt cua. Giá thì ở đây mình bán 30.000 một lạng. Sốt Thái với chim thì tầm 39.000, còn sốt cua thì tầm khoảng 27.000 đổ lên tới 60.000. Tức bằng ngư thì mình súp bình thường rồi mình dùng bào ngư là nguyên con thì giá của nó là 70. Bào ngư mình dùng là bào ngư Hàn Quốc, size nó cũng vừa vừa thôi chứ không to lắm, là mình bán giá cũng bình dân rồi. Tôm sốt Thái một phần của mình là 4 con với trộn với xoài, với sốt Thái chấm với nước chấm xanh. Vô đây là coi như đủ combo ăn giặt no luôn á. Mình bán nhiều món vậy, từ tôm tới ớt rồi bao tử cá rồi sốt cua nữa, thì cái quá trình mình chuẩn bị nó có mất nhiều thời gian? Do mình cũng không mất nhiều thời gian lắm, tại vì mình làm quen nữa, chuẩn bị thường tầm tới sáng tới trưa là ra món được. Bao tử này làm khá là cực, nếu mà không làm kỹ sạch nó có mùi tanh nên là phải làm kỹ. Ví dụ là mọi người ăn xong họ không biết là đây là cái bao tử cá luôn, tại vì nó sạch quá. Ủa sao không có mùi cá? Bao tử cá thì đầu tiên là mình sơ chế sạch, xong rồi mình nhồi thịt vào, sau lăn cái bột chiên. Mình cho người chuẩn bị trong buổi sáng làm tới trưa là ra rồi. Một ngày thì mình bán tầm khoảng 7-8 kg. Cái bao tử cá này là mình lấy cái nguồn ở An Giang luôn, lấy ở An Giang luôn. Mình lấy thường là ở công ty đông lạnh đó, công ty đông lạnh thì thường họ có hàng rồi họ gửi lên đây. Từ tầm khoảng 5-6 giờ, giờ học sinh với nhập phòng tan làm thì họ ghé ăn nhiều. Mọi người chủ yếu là khách trẻ, sinh viên nữa, sinh viên học sinh lại ăn nhiều. Rồi cuối tuần thì đông từ chiều. Dạ em tên là Uyên Phương. Dạ em tên là Thảo Vy. Hai bạn ăn ở đây lâu chưa? Dạ lần này lần thứ hai. Hồi trước là sao mình biết đến quán này? Dạ coi trên TikTok đó chị. Tụi em ở Bình Tân. Ở Bình Tân hả? Dạ. Dạ. Ở Bình Tân chạy qua đây ăn? Dạ. Và cái món mà em thích nhất là ở đây là món gì? Dạ chân gà với lại sụn gà. Nói chung là ở đây có gì là em thích hết. Tiên mà hai đứa ăn ở đây là món gì? Dạ món chân gà. Dạ là chân gà. Dạ, đúng dạ đúng rồi. Ví dụ nếu mà để được giới thiệu với các bạn á, một món mà nên ăn ở đây mới đến xe với bạn đó.
Dạ chắc là chân gà á chị. Chân gà với sụn gà. Ngon vãi. Tuyệt vời luôn. Ngon vãi đại. Đúng rồi. Nhất cái nắp. Tại vì nó lạ mình mới mở, như nếu mà nó quen thuộc với mọi người rồi thì mở ra bị cạnh tranh nhiều. Còn cái này mình thấy chỉ có mình bán ở đây. Với lại ở An Giang á, An Giang ở dưới họ ăn nhiều, họ lên đây họ kiếm không có, nên nhiều người An Giang lại đây ăn. Sao mà họ biết đến cái quán của mình? Mình cũng có quảng cáo rồi, họ xem họ thấy họ lại ăn. Đi ngang họ thấy họ cũng ghé, nhìn bao tử cá chiên họ thấy họ ghé. Ngon. giống như kia. Có mấy lần mà mình chạy khách từ Bình Dương rồi Thủ Đức chạy lên, mà có lần khách từ ở dưới Cần Thơ lên 2-3 lần.